đến Sơn Sang, dinh ngàn quà tặng, tưng bừng đón Giáng sinh và xuân năm mới. Điện máy, điện lạnh, nội thất Quang Dũng 3 xin kính chào quý khách. Đại tiệc tri ân, đón xuân năm mới, khuyến mãi cực lớn, xả hàng cuối năm, giảm giá tất cả các mặt hàng, kèm theo nhiều quà tặng vô cùng hấp dẫn. Khuyến mãi áp dụng từ hôm nay đến mùng 10 Tết Nguyên Đán. Giảm giá cực khủng các mặt hàng điện máy, điện lạnh, nội thất, giảm giá từ 10 đến 49% cho tất cả các mặt hàng. Cứ mua là có quà. TV 32 inch giảm chỉ còn 3 triệu 600 ngàn đồng. TV 43 inch Wi-Fi giảm giá chỉ còn 6 triệu 900 ngàn đồng. TV Samsung 50 inch giảm giá chỉ còn 12 triệu 900 ngàn đồng. Loa kéo 4 tấc gỗ giảm giá chỉ còn 4 triệu 500 ngàn đồng. Loa kéo điện 4 tấc đôi giảm giá chỉ còn 13 triệu 900 ngàn đồng. Dàn loa karaoke Nanomax giảm giá chỉ còn 3 triệu 900 ngàn đồng. Dàn loa karaoke gia đình cực hay giảm giá chỉ còn 7 triệu 900 ngàn đồng. Tủ lạnh Sharp giảm giá chỉ còn 4 triệu 690 ngàn đồng. Tủ lạnh Sanaki giảm giá chỉ còn 5 triệu 290 ngàn đồng. Máy giặt Samsung 8kg giảm giá chỉ còn 4 triệu 700 ngàn đồng. Máy giặt Samsung lồng ngang 9kg giảm giá chỉ còn 6 triệu 900 ngàn đồng. Tủ đông Sanaki giảm giá chỉ còn 5 triệu 700 ngàn đồng. Máy lọc nước hàng nhập khẩu giảm giá chỉ còn 3 triệu 500 ngàn đồng. Bộ salon Đài Loan giảm giá chỉ còn 5 triệu 400 ngàn đồng. Bộ salon Hồng Đào giảm giá chỉ còn 7 triệu 200 ngàn đồng. Bộ salon Bát Tiên Đỉnh Rồng giảm giá chỉ còn 12 triệu 600 ngàn đồng. Bộ bàn ăn 6 ghế hột xoài giảm giá chỉ còn 6 triệu 900 ngàn đồng. Bộ bàn ăn 8 ghế giảm giá chỉ còn 8 triệu 900 ngàn đồng. Tủ thờ gỗ Hồng Đào giảm giá chỉ còn 4 triệu 500 ngàn đồng. Tủ áo gỗ xoan đào giảm giá chỉ còn 4 triệu 700 ngàn đồng. Tủ tivi gỗ xoan đào giảm giá chỉ còn 5 triệu 990 ngàn đồng. Giường gỗ xoan đào giảm giá chỉ còn 3 triệu 300 ngàn đồng. Tủ áo nhôm kính giảm giá chỉ còn 2 triệu 850 ngàn đồng. Tủ chén nhôm kính 1m2 giảm giá chỉ còn 1 triệu 900 ngàn đồng. Ngoài ra còn có đồ gia dụng, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bếp ga, nệm cao su non đang giảm giá. Chúng tôi chuyên kinh doanh điện máy, điện lạnh, điện gia dụng, nội thất cao cấp, sản phẩm chính hãng, chất lượng cao đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với kiểu dáng phong phú, giá thành hợp lý, mang đến nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng. Hãy nhanh chân đến với điện máy, điện lạnh, nội thất Quang Dũng 3 để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý, thu cũ đổi mới. Quý khách hãy mang đồ cũ hỏng bất kỳ đến điện máy, điện lạnh, nội thất Quang Dũng 3 để đổi lấy đồ mới 100% với trợ giá cực kỳ hấp dẫn, bán hàng trả góp lãi suất 0%, thủ tục nhanh gọn, dinh hàng về ngay. Điện máy, điện lạnh, nội thất Quang Dũng 3 bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ chúng tôi bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại chúng tôi khuyến mại nhiều hơn. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại nhà cho quý khách. Nhanh chân đến điện máy, điện lạnh, nội thất Quang Dũng 3 mua sắm ngày hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Điện máy, điện lạnh, nội thất Quang Dũng 3, địa chỉ tỉnh lộ 842, ấp Tân Bành, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại 0768 442 442. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Chúc quý khách năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài. Ngày Tết trên khắp quê tôi, đàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi.